Bán tiết mục xiếc tạo hình trên không trung. Thank you.
thiên lý và hoa đồng đến. Chúng ta đang thử thách cái bộ xuyên sức mạnh đôi tay tạo hình trên không. Và ngay sau đây, để đáp lại tình cảm yêu mến của quý vị sẽ là một động tác kỹ thuật khó hơn rất nhiều. Một động tác kỹ thuật mà nghệ sĩ sẽ dùng nội lực của năm đầu ngón tay để cất mình trên không trung. Một động tác kỹ thuật đã mang về huy chương bạc trong liên hoan siếc quốc tế tổ chức tại thủ đô Hà Nội vừa qua. Xin mời quý vị và các em chúng ta cùng thưởng thức. Và các bạn thân mến, các nghệ sĩ Minh Thức, Trung Hiếu, Thành Long và tài năng trẻ nghệ sĩ Minh Chiến. Vâng.